thí sinh đầu tiên bước vào top 3 chung cuộc đến từ đội của huấn luyện viên Minh Tú. Xin được chúc mừng Phùng Trương Trân Đài. Cô gái tiếp theo có mặt trong top 3 là một thí sinh của huấn luyện viên Hoàng Thùy, Nguyễn Phạm Tường Vi. Và còn bốn cô gái đó là Khedi Huỳnh Anh, Mộng Thường, Khánh An, Lương Mỹ Kỳ và cô gái có mặt trong top 3 của Đại sứ Hoàng Mỹ 2020. Xin được chúc mừng thí sinh của huấn luyện viên Hoàng Thùy Lương Mỹ Kỳ. Chúc mừng top 3. Xin được chúc mừng cho top 3 chung cuộc của Đại sứ Hoàng Mỹ 2020.